Hy đức cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy giá. Con thành kính lãnh lễ ngài Từ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Bình kính lễ quý ba quý cô tu nữ. Nhục Bình kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phạn Ngữ Bali cho tỳ kheo giác đẳng biên soạn bài 11 kinh văn từ bi hỷ xả hóa giải hận thù học Phạn Ngữ. Cách của danh từ viết phát tiết sẽ do ngài Tự Siêu thuyết giảng. Con xin thay mặt đại chúng đông rum thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tự Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, ngài có nghe được âm thanh của con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ cho Pháp, kính lễ tâm chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về giáo trình Phạn Ngữ Bali. Và cái mục phong phạm hôm nay của chúng ta là chúng ta học về ngữ cách trình tự của đồng ý tiếp. Như chúng ta biết, danh từ Bali hay nói đúng hơn là danh từ loại gọi là Nam Sắp Đạt, tức là gồm có danh từ Nam Nam Tịnh từ Uda Nam và đại danh từ Sắp Nam. Ba cái từ loại đó được gọi là danh từ loại. Danh từ loại này được sử dụng theo ba tính: nam tính, trung tính, nam tính, nữ tính, trung tính. Theo tám ngữ cách quý thập tiết và hai ngữ số của tên nát. Tám ngữ cách đó là chủ cách, đối cách, sở dụng cách, chỉ định cách, xuất xuất cách, sở thuộc cách, định xuất cách và phụ cách. Trừ ra một vài trường hợp đặc biệt như là nhân xưng đại từ, âm hát và tâm hát thì nó không có chia theo tính thôi. Và tất cả đại từ đó chia có bảy ngữ cách chứ không có tám, tức là ngoài trừ ngũ cách. Thì hôm nay chúng ta nói riêng về chúng ta nói về cái ý nghĩa sử dụng theo tám ngữ cách của danh từ loại. Chủ cách Patthama Vipatti,
dùng để chỉ một cái danh từ hay một cái đại danh từ hoặc là một cái tính từ mà nó làm chủ ngữ cho câu, chủ ngữ của động từ. Thí dụ danh từ Phật Tháp là Đức Phật. Vì danh từ Phật Tháp này là danh từ nam tính, vì ngữ ác. Do đó nói đến câu mà Đức Phật thuyết pháp, thì trong câu Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật là chủ ngữ của câu, chủ ngữ của động từ thuyết. Do đó chữ Phật Tháp chia theo dụng cách là Phật Thô. Ở trong cái tiếng Việt của chúng ta thì bình thường hễ chúng ta nói cái từ nào thì chúng ta để nguyên từ đó, chúng ta không có biến, chúng ta không có biến đổi. Thí dụ như Đức Phật là Đức Phật, thì không phải như trong tiếng Pali Buddha trở thành Buddha. Nhìn vào cái chữ Buddha Thamma-ni-si-ti là chúng ta biết được câu này chữ Buddha là chủ cách, là chủ ngữ của câu. Cho nên chúng ta dịch chữ Buddha Thamma-ni-si-ti là Đức Phật thuyết pháp. Cách thứ hai, ngữ cách thứ hai của danh từ là đối cách, đối thì giống mình phát tiếp. Đối thì giống mình phát tiếp thường dùng làm túc từ hay là đối từ trực tiếp cho động từ. Ví dụ như trong cái câu mà Bố Thô Thâm Măng Đề Sĩ Tí là Đức Phật thuyết pháp, thì bây giờ nếu mà chúng ta nói các cận sự nam đảnh lễ Đức Phật, thì lúc bây giờ Đức Phật là tốt từ của động từ đảnh lễ quan đặc tiết. Cho nên trong câu này thì chữ Phút Tháp lại được chia theo đối cách, tức là Phút Thăng, chứ không còn là Bố Thô nữa mà là Bố Thăng. Upasaka Bố Thăng Amphiwa Đền Tiết là các cận sự nam đảnh lễ Đức Phật. Ồ, xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị Quỳnh. Ở trong bài học của chúng ta hãy cho một cái thí dụ là Gamang Gachami là tôn đến làng. Chữ làng ở đây là đối tác, nhưng mà vì
câu chủ cách đó, lấy chữ Phú Thô, cho nên ở dưới chúng ta muốn chia cái chữ Phú Thăng đó để chúng ta dễ so sánh, dễ nhận biết. Cho nên cô Nhật Quỳnh không có không thể đưa cái câu thí dụ lên được. Thí dụ người Phật tử chúng ta đọc cái chữ Gamangachami, Ahangamangachami là tôi đi đến làng, thì người Phật tử thấy chữ Gamang tử đâu đó cũng chỉ là danh từ cô làng, thì đương nhiên họ hiểu là đi đến thì phải đi đến làng, cho nên họ không thấy cái sự biến đổi cái ngữ cách. Vì vậy cho nên chúng tôi mới dùng cái câu thí dụ khác, Upasaka Puthang Aphiwa Đền Thiết, là các cận sự nam đảnh lễ Đức Phật. Để cho chúng ta so sánh cái chữ Phú Thô là chỗ cách, hay mà Phú Thăng là chỗ cách. Không biết là dạ, kính cung thỉnh ngài Thầy Siêu cầm mic trở lại ạ. Chúng tôi đánh cái phòng không có đánh được cái chữ Bali ở trong cái phòng trung, cho nên cho quý vị một cái thí dụ khác. Thì quý vị đến không được. Không biết chư tôn đức có vị nào bỏ dấu dùng từ tiếng Bali Upasaka. Phú Thăng Aphiwa Đền Thiết, chỉ chữ Phú Thăng đó là tốt từ của động từ Aphiwa Đền Thiết. Do đó tốt từ của động từ thì chúng ta xài đối cách. Rồi sử dụng cách, ta thì giống như pháp tiếp
cái sự dùng cách đó thưa quý vị. Thật ra bây giờ chúng ta chỉ học sơ khởi, và cảm ơn sự tự trị của bà Sư Cát của thằng qua đình áp phí qua đình tí sự tự trị đánh chữ ở tiếng Bali đó. Được rồi, quý vị thấy cái chữ Putho ở trên Putho tham ăn lên sư trí Putho là chủ ngữ, là chủ cách. Nhưng mà khi nói đến đảnh lễ Phật thì nó là Putho chia cái cách đó, nó cũng có ba từ thôi, cũng có ba từ thôi. Có lẽ là các vị tiện về theo dõi tám bộ cách thì chúng tôi sẽ sử dụng cái từ Phú Tháp để cho quý vị xem. Bây giờ sử dụng cách thường dùng trong ý nghĩa phương tiện của hành động, hay nói lên sự hợp tác. Hay nói phương tiện của hành động, ví dụ như dịch cái nghĩa là do, bằng, với, bởi. Thí dụ như cái câu khi nãy đó, và chúng ta nói rằng Buddho Thamangdesiti là Đức Phật thuyết pháp. Bây giờ chúng ta xài sử dụng cách đó, thì chúng ta xài như thế nào? Chúng ta chuyển cái chữ thâm măng trong câu đó nó thành cái chữ thâm mô. Chữ bút thu trong cái câu chủ cách đó thì chúng ta chuyển thành chữ bất thiện á, chữ DCT, động từ DCT. Lúc bây giờ chúng ta phải chia thành thủ động thể, thì chậm quá. Quý vị chú ý theo dõi. Thí dụ một là bút thô thăm ăn đề xe tí, chữ bút thô là chủ cách. Thí dụ hai, Upasako bút thăng áp phí hòa đền tí, các phần sự năm đảnh lễ Đức Phật thì chữ bút thăng là đối cách. Nhưng câu thứ ba là giáo pháp được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, chữ bút thề ná lúc bây giờ nó là sở dụng cách. Chúng ta xài chữ sở dụng cách. Chỉ có một thí dụ là chưa nói hết được ý nghĩa của sử dụng cách ở trong tiếng Bali, nhưng mà chúng ta hiểu đại khái rồi.
sau này có những cái từ nào ở trong câu, ở trong cái bài học, trong cái bài đọc đó, thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe trường hợp đó sử dụng cách được sử dụng có ý nghĩa đó. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ hiểu một cách chung chung cho dễ là tham mô Phú Thiện nó đi sứ giới tiếp là giáo pháp được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn. Bây giờ chúng ta lại nói đến cách thứ tư là chỉ định cách tức là chỉ tốt thác ở nguyên pháp tiết. Cách thứ tư thường dùng làm túc từ gián tiếp cho động từ, hay là túc từ cho những phân từ, cho những danh động từ, hoặc để nói lên cái mục đích. Bây giờ nói về túc từ gián tiếp, ví dụ như chúng ta nói xin giờ tiếng khi nào tôi nhờ bỏ dấu thì sự bỏ dấu sự tự tri đi xin giờ tiếng đó là động từ thuộc động thể, chứ không phải đi xin giờ tiếng bỏ chữ đi xin giờ tiếng. Ồ, để vậy đó. Thì ở đây thưa quý vị, thí dụ như chúng ta nói từ gián tiếp cho động từ, tức từ gián tiếp cho động từ, thì chúng Đức Phú, ông Bác Hộ, ông Bác Hộ cúng dường thức ăn đến Đức Phật. Thì ở đây xếp thi T, hai chữ T chấm bên dưới đi trường âm A ha răng, chữ A trường âm, ha trường âm, răng M chấm bên dưới chữ pu chê tí, chữ pu trường âm. Cái câu này sửa lại thành tiếng Bali cho nó gọn gàng, cho nó rõ hơn thôi đi. Sati putthassa aharam pu chê tí. Thì ở đây trong trường hợp này chữ a ha a răng, chữ a trường âm luôn sư, a ha răng là vật thực thức ăn,
chữ Ahara. À, đúng rồi. Thì ở đây chứ, khi mà chúng ta nói đến chỉ định cách thường làm túc từ gián tiếp cho động từ, thì chữ cái vật mà để cúng dường đó, thì cúng dường cái gì? Cúng dường vật thực thì Aharang là đối khách. Nhưng mà cúng dường đến ai? Đến Đức Phật thì Puthasa chỉ định cách. Thì Puthasa là chỉ định cách trong trường hợp đó. Hay là làm túc từ cho danh động từ, thì ở đây chúng ta có thí dụ Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nam Mô là một bất biến từ hay là một phân từ của cái động từ Namati, là lễ bái, là kính lễ. Và cái chữ Puthaya nè, dạ, cảm ơn cô Diệu Bình. Chữ Puthaya là chỉ định cách bởi Aya Asa, là cái tiếp điểm chia của chỉ định cách. Puthasa cũng được mà Puthaya cũng được. Chúng ta xài chỉ định cách. Chỗ này chúng ta không thể xài đối khách Nam Mô Bụt Thăng được. Chúng ta không thể xài đối khách trong câu Nam Mô Bụt Thăng, và chúng ta phải xài chỉ định cách là Nam Mô Bụt Thầy giá hay Nam Mô Bụt Thát Sa. Nam Mô Bụt Thát Sa. Mà thường thì chúng ta có cái bài lễ bái bài tụng Nam Mô Bụt Thầy giá Nam Mô Bụt Thầy giá Nam Mô Tham Mai giá Nam Mô Sang Khai giá. Chúng ta xài nghĩa thì, hoặc là để nói lên cái mục đích thôi, chúng ta chỉ nữa chỉ học đến từng đó, chứ nói lên điều nhiều ý nghĩa của quý vị nắm không được. Để trong tương lai mai mốt, hãy chúng ta gặp cái chỗ nào mà có cái từ chỉ tư cách mà xài trong nghĩa mục đích, thì chúng tôi sẽ nhắc lại ở trong cái bài đọc để chỉ cho quý vị. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục nói đến cách thứ năm là xuất xứ cách. Pajama Vipati, chữ Pajama Vipati, Vipati thường dùng trong ý nghĩa xuất phát hay là tách rời. Ý nghĩa xuất phát nghĩa là từ nơi, thí dụ một cái thí dụ chúng ta cũng lấy chữ Bút Thá để thí dụ. Thì ở đây chúng ta nói rằng là tôi có niềm tin từ Đức Phật, tôi có niềm tin từ Đức Phật,
Cái chữ aham của thầm ham chữ sát thân samano humi, thì chữ sát thân đối với vị cái sắp hăng ở phía sau chúng ta để chuyển vào chấm dưới chúng chữ cú thâm ha, chữ ha ở phía sau trường âm a hăng. Quý vị nghe chúng ta đọc, quý vị nhìn cái chữ Bali chúng ta sửa lại dùm tiếng Bali a hăng. Chữ A hăng, A hăng chứ không có chữ A. A hăng em mời tấm dưới đi thôi. A hăng của thông hoa sạch thăng samano. Học về thì nó chậm quá. Chữ của thông hoa đó. Dạ, dạ cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng ta lấy cái gì vô trắng ra. Kế cái chữ M lên là để chúng ta biết là chữ ăn được rồi. Chữ ăn được rồi. A hăng bu tham ha sát thăng samano humi. Nó có niềm tin từ Đức Phật. Là số sức cách. Nhưng mà chữ xuất sức cách đó nó còn dùng ở trong cái nghĩa là xài túc từ cho các cái động từ có nghĩa là cách ly. Thí dụ như đối tôi rời khỏi nhà thì chữ động từ rời khỏi nikkhamma, nikkhamati, nikkhamami thì cái chữ nhà đó chúng ta phải xài xuất sức cách, hoặc là một cái động từ có nghĩa sợ hãi. Thí dụ như mi vô giác xâm ha phân dự tí là con nai nó sợ con hổ. Bây giờ chỉ nói miệng thôi, đánh lâu quá. Nó vừa lâu mà vừa mỗi tay. Cho nên quý vị để đó. Rồi bây giờ sở thuộc cách, cách thứ 6. Sạch thấu một pháp tí. Thường dùng trong nghĩa sở hữu của ai đó. Thí dụ chúng ta nói Buddhasa Thamu, giáo pháp của Đức Phật, thì chữ Buddhasa nó giống như chữ Buddha, cái sở hữu cách đó, nó tên cái hình thức nó chia tận cùng nó, nó cũng giống như là cái hình thức của chị Định Cách vậy, nhưng mà chị Định Cách nó thêm như ai dám nữa,
Ajasat. Còn sở thù khách thì nó chỉ là sát A Nan thôi, A Nan là số nhiều. Con sẽ định sơ cấp. Định sơ cấp là chỉ có ý nghĩa thời gian, nơi chốn, cái vị trí trên, trong, tại, ở, trên không tại ở là nghĩa của định sơ cấp. Sắp tầm mắt quyền vật tiên. Thí dụ chúng ta nói thầm hết cô thân ô nạp hết là không có sự nóng giận nơi Đức Phật, nơi Đức Phật không có cái sự nóng giận. Thì cái chữ phút thẩm hí, phút thê, phút thẩm hí, phút thách minh là chia theo định sơ cấp, xài định sơ cấp. Còn định sơ cấp cũng chia theo thời gian. Nếu mà chia theo thời gian thì xài nhiều cách lắm thưa quý vị. Đó cách cũng chia thời gian được ê, ê căng sắp bà dâm, bắt qua sao bất thi dâm. Một thời Đức Thế Tôn trú ở đâu đó, hoặc là Tassin Samaje, vào thời ấy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh giảng đẳng giác trú ở đâu đó, thì xài Tassin Samaje, xài niệm sơ cách cũng được. Sao hoặc sở dụng cách Tê Na Samaje đó cũng dịch là vào thời ấy được, sẽ định sẽ cách được hết. Ở xài ba cách, đấu cách, sở dụng cách và định sẽ cách để dùng chỉ thời gian được. Nhưng mà chỉ vị trí và nơi chốn thì chỉ sẽ định sẽ cách thôi. Nuốt không trôi, nhưng mà quý vị cũng cố gắng cố gắng nhai nuốt và chịu đựng. Giờ học ở đây thì chúng tôi cũng biết phải học ở cách nào. Còn dịch từ mà được chia theo vô cách á, thường dùng để kêu gọi, để xưng gọi ở trong cái câu đàm thoại. Trong bài học của chúng ta hôm nay có cái chữ là thích khâu quê. Thích khu là bị thịt kheo, và thích quê xài hô cách đấy. Nghĩa là này các thịt kheo, cái này các thịt kheo. Cái chữ này các thịt kheo đó, cái chữ này đó là cái giới từ, một cái trợ từ để dùng chỉ cho cái hô cách. Chúng ta đang phân biệt cái này cái kia đó. Cái này thì ớ, anh ớ ớ ớ quyền
ở vậy quyền này nợ ngày này. Còn chữ này các tỳ kheo thì chữ này là không có chữ, không có dấu ớ. Chúng ta đánh giá cái mô quê này các tỳ kheo. Thì như vậy chúng ta có đến 8 lượng cách. Để bí quá tận cùng của danh từ, để bí quá cái chữ tận cùng của danh từ. Tận cùng ở đây chữ ca làm tá là tận cùng, thì chúng ta có ác ca làm tá, tận cùng ác. A I E U U E O nó có tận cùng hết như chữ phút thác hay là chữ sắp tí chắc khúc. Chẳng hôn tất cả những từ đó chúng ta xem cái chữ tận cùng là u u v v, chúng ta sai nghĩa. Thì ở trong Bali đó dùng ngữ cách nó có lợi ích là giúp mình nhận ra được ý nghĩa của các từ liên kết trong một câu dễ dàng. Bởi vì nếu chúng ta nói bố thá thầm má đề xe tí là chúng ta không biết muốn nói cái gì, nhưng mà người ta chia là bố thô thầm măng đề xe tí, thì chúng ta nhìn vào cái ngữ cách chủ cách bố thô đối cách là bố thạc hay là thầm măng, động từ là DCT, chúng ta biết là trong câu này phải dịch là Đức Phật Thuyết Pháp. Nếu mà chúng ta nói thăm mát Phú Thác DCT chúng ta không hiểu gì hết, nhưng mà người ta nói thăm mô Phú Thiền á DCT thì chúng ta hiểu rằng là giáo pháp được thuyết giảng bởi. Cho nên chúng ta xài nghĩa để chúng ta xài được. Quán nát là khu rừng, đi gác là con nai. Nếu mà chúng ta xài quán nát, đi gác thì chúng ta không biết muốn nói cái gì, nhưng mà người ta nói quán nằm hít đi gác là những con nai trong rừng. Ta sai gì? Và khi mà chúng ta sử dụng biến cách của danh từ tận cùng, nó giúp cho chúng ta đơn giản hóa hình thức. Trong câu nó không có nhiều, không có nhiều từ, không có dùng những cái tiết trợ từ. Khi mà chúng ta nói đến pháp được thuyết bởi Đức Thế Tôn, trong tiếng Việt chúng ta cái chữ Đức Phật hay Đức Thế Tôn mà chúng ta muốn nói đến là bởi Đức Thế Tôn, chúng ta phải thêm cái trợ từ bởi. Còn trong tiếng Bali khỏi chữ Phú Thác, chúng ta biến dạng thành Phú Thê Ná thì nó mang cái nghĩa là bởi Đức Phật. Cho nên
Ở đây khi mà chúng ta xài ngữ cách của danh từ thì chúng ta cần phải cần phải biết rõ cái lợi ích và hai cái lợi ích. Một là giúp chúng ta định nghĩa, xác định được ý nghĩa của từ đó, cái vai trò của từ đó ở trong câu. Thứ hai nữa là để người ta viết một câu nó có đủ ý nghĩa mà không cần phải dùng đến các cái trợ từ nhiều. Cái ghi thì vẫn có những cái liên từ, những cái dưới từ, những cái trạng từ, những cái hư từ hay là những tháng từ có chứ không phải là không có. Nhưng mà quả hoàng thì chúng ta mới dùng xài, còn mà không thì người ta chỉ sử dụng ngữ cách là để nói lên được rồi. Thì hôm nay chúng ta chỉ có học văn phạm bao nhiêu đó thôi. Và trong bài học của chúng ta cũng có thêm cái phần phát âm. Trong cái tiếng phát âm này lại đề cập đến những cái phụ âm có dấu chấm dưới. Ta, tha, đa, đa, na, la. Áp lưỡi lên ống giọng để đọc. Nhưng mà ở đây đó, thì ở trên thế giới này ở các xứ Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, họ cũng có tiếng Pali của họ. Họ viết theo cái bổn tự quốc cử của họ. Thì chữ của họ không có dấu chấm dưới. Còn ở đây khi mà chúng ta học Pali Latin, chúng ta dùng những cái ký tự alphabet, cho nên chúng ta dùng cái ký tự để cho hiểu. Thí dụ như Dantachat dùng răng thì chữ T, chữ T, thác, đá, ná để trơn vậy đó là dùng răng Dantachat. Còn Talukat thì ký âm bằng cách là chữ T chấm dưới, TH chấm dưới, D chấm dưới, DH chấm dưới. Thật ra cái giọng mà ta luôn chắc chúng ta, cái cách phát âm nó khác. Còn đánh tay chắc thì dùng răng, cách phát âm nó khác. Quý vị muốn đọc, cái chữ tắt, thắt, đánh, nát theo ta lúc chát ở Latin chúng ta tê chấm dưới đó, muốn muốn đọc được vậy thì chúng ta chú ý lưỡi cong lên, nóc giọng đánh bật ra, ta ta tha đa na. Còn giọng răng thì lưỡi chúng ta phải đưa thẳng và đập vào hàm răng, đánh bật vào, tá, thác, đá, ná. Khi mà chúng ta làm cái nguyên tắc đó đó, lưỡi đưa lên nóc giọng, cong lên nóc giọng bật ra, hay là lưỡi thẳng vào cái hàm răng là bật vào, bật vô, thì như vậy là chúng ta sẽ phát âm được hai cái dòng chữ, hai cái dòng phụ âm này, hai cái nhóm phụ âm này.
Ở đây chúng tôi chỉ chỉ đại khái cho quý vị sau này chúng ta muốn học tiếng Pali cho giỏi đó, một là chúng ta sanh về Ấn Độ, nếu phần sanh về Ấn Độ thì chúng ta sanh về xứ Tích Lan, chúng ta học Pali thì được thôi. Còn bây giờ chúng ta học để dân duyên. Bài học hôm nay thưa quý vị, chúng ta trở lại cái bài đọc thêm. Trong bài đọc thêm này chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị về ngữ cách của danh từ. Có một đoạn ê thắc tâm hê thích khu quê bê ta sa gà tê gà chê ta sa ê căn đi sang phê rì tòa quý hà rạc thác phê khu quê hô cách này các chị kheo. Ê thắc là động từ mọi lần đã thải đến. Này các tỳ kheo hãy đến. Cái chỗ này cái bản dịch để hãy đến biến mãn một phương với tâm từ, với tâm câu hữu với từ. Rồi an trú. Dịch thì nó sát con phạm đó thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi không dịch như vậy. Bởi vì cái sự cho phép dịch từ đó, bất biến bất cứ ngôn từ pharitoa, chúng ta dịch trước cũng được, và chúng ta dịch kế động, dịch sau động từ cũng được. Tâm hê phiết khu quê quý hà rạc thác, này các tỳ kheo, các ngươi hãy sống pharitoa biến mãn ê căn đi sang một phương bê ta sa cà tê đê chê ta sa với tâm câu hữu từ, với tâm câu hữu từ. Chúng ta bỏ cái chữ với tâm câu hữu với từ, nó điểm ngữ gỡ hai chữ với. Chúng ta chữ bê ta sa cà tê đó chê ta sa là với tâm, chê ta sa là với tâm. Nên ta sang cái tê đó câu hữu từ được rồi. Cho nên pha đi tòa với hai là tháng hãy sống biến mạng. Chúng ta dịch cái chỗ đó cho nó sáng. Này các tỳ kheo hãy đến, này các tỳ kheo các ngươi hãy sống biến mạng một phương với tâm câu hữu từ. Tập tha bút dân cũng vậy, phương thứ hai cũng tạ tha tạ lời dân cũng vậy, phương thứ ba tạ tha cho tốt thân cũng vậy, phương thứ tư ý chí của tham mật thô tiên lời dân sắp bạc thí sắp bạc tạ tà sapa văn tăng lô căng bê ta sa cà tê tê chê tà sa quý phu lê na mã cà tê na a pa ma lê na a vê lê na a bia bê chê na tha đi to bi ha ra tha hãy sống biến mãn với tâm câu hữu từ.
rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận không sân, cùng khắp thế giới Sambathi Lokan, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, ở đây có một loạt từ Sambathi là tất cả mọi phương. Sambathaya cùng khắp, Sambathaya là vô biên giới. Thì trong cái đoạn kinh đó, ngày lại Đức Phật lại kêu gọi các tỳ kheo hãy đến, hãy sống biến mãn một phương, tức là một hướng, hướng đông tây nam bắc, biến mãn một phương với tâm vô hữu từ, trên dưới Uttamathu, trên dưới tiên nhân là ngang, bên trên bên dưới thì ngang, Sambathi là hết thảy phương xứ, Sambathaya là cùng khắp, Sambathaya là vô biên giới. An trú biến mãn với tâm câu hữu từ, rộng lớn, quảng đại vô biên, hay là vô lượng, chữ Appama đi đi á là vô lượng, không có phân biệt, không hận không sân, anh về á là không hận, làm giàu đến chi á là không sân, thì cái đoạn trên này như vậy, đoạn dưới chỉ thay đổi, Karuna Gati đã chia tách xa, hãy sống biến mãn một phương với tâm câu hữu vi, Bodhita Sankati Nacchitasa hạ sống biến mãn một phương với tâm câu hữu hỷ, Upekha Sankati Nacchitasa Ekam Sankhadito Viharatha là hạ sống biến mãn một phương với tâm câu hữu xã. Phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư cũng vậy. Bên trên bên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp, vô biên, thì ở trong cái đoạn này đó, chúng ta chú ý ở chỗ là trong câu này xài
chỉ có mỗi một động từ và quá khứ từ, thí dụ như pharitoa là biến mãn, sau khi biến mãn. Viharatha là an trú. Khi nói đến với tâm câu hữu từ, với tâm câu hữu bi, với tâm câu hữu nghĩ, với tâm câu hữu xã, thì một phương hay là phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, thì đó sẽ đối khách. Với tâm câu hữu từ thì với tâm cittasa là sở sử dụng khách, và metta sankate na, karuna sankate na, mudita sankate na, upekkha sankate na, chúng ta xài sử dụng khách hết, chúng ta xài sử dụng khách hết. Còn lại thì cái chữ samatthi, sapatataya, sapavantang, cái đó là nó là một trạng từ, những trạng từ chỉ có chữ lô căn hay chữ lô cát là thế giới, thì cái chữ lô căn tức là xài bố cách, bởi vì đó là bất từ của động, của danh, của quá khứ từ pharitoa là biến mãn. Em đúng cả cái thế giới này, thế giới hữu tình. Hãy chúng ta đọc lại cái bản dịch của ngài và Thượng Minh Châu về cái đoạn này. Để các tỳ kheo hãy đến, các ngươi hãy sống biến mãn một phương của tâm câu một từ, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư cũng vậy, cùng khắp thế giới bên trên bên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên vô giới anh tâm câu hữu bình tự, vẫn đại vô biên, không hận không sân. Này các tình theo hãy sống biến mạng phương với tâm câu hữu hỷ, với tâm con hữu bi, con hữu hỷ, biến mãn một phương với tâm con hữu xả, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, cùng khắp thế giới bên trên dưới bị ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp phương biên giới an trú biến mãn với tâm con hữu của xả, quảng đại vô lượng vô biên, không hận không sân. Bản dịch là như vậy. Rồi khi mà chúng ta đọc, chúng ta đọc khác hơn tụng, khi mà chúng ta đọc thì chúng ta phải ngừng ở chỗ nào đáng ngừng. Ê thách tâm hê phết của quê là hậu cách, những phết của quê hậu cách chúng ta ngừng ở đó. Beta sa ta te na che ta sa e kang ni sang pha ri toa vi ha ra tha, hân cầu là hãy sống biến mãn một phương của tâm hữu từ. Ta tha đúc ti văn phương thứ hai cũng thế, ta tha tất ti văn phương tha chất tu tăng phương thứ tư cũng thế. Ít của thamato tiri yang sapati sapatatai
Thế giới trên dưới bề ngang hết thảy vương xứ cùng khắp vô biên giới với tâm câu hữu từ rộng lớn quảng đại vô lượng không hận không sân. Rồi ở trong bản kinh đó, thì để là Karuna Sahagate nó chia tại xa B. Chữ B nằm ở trước, nằm ở giữa ba chấm, ba chấm trước và chấm sau. Chữ B đó là chữ Pai Đại Giác. Chúng ta học thêm cái chữ chữ này một chút. Đây đó chữ P có nghĩa là chữ là chữ bay, chữ bay gia lá nghĩa là thêm cái chữ trường âm chữ gia gì nữa, chữ gia bây giờ bây giờ giờ xin cảm ơn. Cái chữ bay đó viết tắt của cái chữ bay bây giờ lá có nghĩa là đoạn trùng, chữ đoạn trùng, đoạn trùng lập đó. Đoạn trùng lập ở trong kinh đó, trong bản dịch có nhiều vị cái chữ P các vị thấy ba dấu chấm thì các vị các vị dịch là vân vân, không phải cái chữ vân vân đó, là cái chữ Adi, chữ Adi thêm các vị chữ chữ A trường âm sư tự tri đánh dùng cái chữ Adi à, chữ Adi, chữ Adi đó có nghĩa là vân vân. Còn cái chữ chữ B là Bay Gia Lá có nghĩa là đoạn trùng, đoạn trùng lập. Chúng ta cần phải hiểu cái chữ viết tắt trong cái Bali. Thì hôm nay chúng ta chỉ học vui thôi, có ý nghĩa về cái tu tập tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã thì quý vị đã từng nghe ở trong trong bộ kinh Chư Tăng đã giảng giải rồi, cho nên ở đây chúng tôi không có nói thêm nữa. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái bài học. Về văn phạm tác ngữ cách của danh từ hôm nay ở đây cùng với bài đọc là từ bi hy xã, an trú từ bi hy xã.
Bây giờ được chức lệnh tài được an lạc và chúc Phật tử chúng ta được vui vẻ đi học tiếng Pali, dù khó nhưng mà cũng ráng nở nụ cười hoan hỷ đừng có nhăn. Rồi bây giờ xin kính thỉnh từ tòa giám đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy nha. Sát thú kính thỉnh từ tòa chư sư. Và từ tòa chư sư trước khi thỉnh từ tòa đề nghị đó, muốn hỏi từ tòa một điều đó là thật ra nói chuyện với sư Tuệ Tri thì cũng có một chút phân vân là không biết là khi mà soạn cái giáo trình Pali như thế nào để cho nó thích hợp cho sư huynh giảng. Có hai điều mà muốn nêu lên ở tại đây. Thứ nhất á, là thí dụ ngày hôm nay á, chúng ta học một ngày mà học về 8 cái biến cảnh của danh từ, nó có dài quá không? Dạ, tại vì trong cái giáo trình mà Pali Hàm Thù mà sư huynh giảng biết á, thì thực sự biết cho người ta đọc, biết cho đọc trên sách nó tương đối là nó cô đọng. Nhưng mà nếu mà mình trích ra mình giảng một từng bài từng phần một thì nó có dài quá cho người học không? Có dài quá sư giảng đây không? Và điểm thứ hai đó là sư Tuệ Tri sư cũng muốn là có phần bài tập và học có thì có phần bài tập. Thì nếu mà mình ví dụ một tuần mình có 5 câu dịch từ tiếng Việt sang Pali, Pali tiếng Việt đó, mà nốt cuộc rồi thì cái người dạy như sư tòa tuệ sư vừa đưa câu để làm bài tập mà vừa trả lời luôn thì nó có vấn đề gì không? Đang rất là phân vân về chuyện này. Xin được hỏi sư tòa tuệ sư là chúng ta có nên trở lại cái cách dạy chậm hơn như trước đây, như bài học trước đây, hay là chúng ta nên lấy thẳng bài ở trong cái quyển Pali Hàm Thù? Và thứ hai nữa là có nên làm bài tập ở trong lớp học này không? Xin được cái thêm trình độ của trở lại. Kính bạch thượng tọa giáo đẳng, kính bạch chư tôn đức tính. Chúng ta học tiếng Pali, chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh, học ở lớp hay là học ở trên mạng, chúng ta tùy theo cái thời gian, có nghĩa là chúng ta quy định cái khóa này bao nhiêu tiết học hay là vô thời hạn, chúng ta mới sắp xếp được cái giáo trình. Còn những trường hợp chúng ta nghĩ rằng là cái quyển Pali Hàm Thù của chúng tôi soạn là để cho người tự học, tự nghiên cứu, và cái quyển đó thì nó phải đi kèm với cái quyển sách học Pali. Theo từ vựng học Pali, luyện dịch học Pali, đàm thoại, cái quyển sách học Pali của chúng tôi nó có 3 mục đó, thì phải đi kèm với cái quyển Pali Hàm Thù. Thì cái bộ sách đó là để dành cho cái người được học ở nhà.
Còn khi mà chúng ta học ở trên mạng ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là không nên dùng ba đi hầm thủ để làm cái giáo trình, bởi ba đi hầm thủ đem ra đây ở trong đó giải thích lý thuyết nhiều để cho người nghe học hầm thủ thôi. Còn lên trên này đó thì chúng ta học có cách như thế này. Thí dụ chúng tôi gợi ý như thế này, thượng tọa nhất đẳng có thể soạn dựng cái giáo trình lên thế này. Thí dụ ngày hôm nay chúng ta chỉ học danh từ, năm tấm vị ngữ á, chúng ta cho một số từ năm tấm vị ngữ á, chứ không nên cho lộn xộn. Hôm trước đó là có một khi mà nói đến những cái từ năm tấm vị ngữ á là chúng ta không có phân biệt vị ngữ á, danh từ vị ngữ á là chúng ta đưa vào trong đó có danh từ năm tánh trung tánh. Bây giờ chúng tôi quy định là danh từ năm tánh vị ngữ á trước, danh từ trung tánh vị ngữ á chúng ta cho một số từ, rồi danh từ nữ tánh vị ngữ a chúng ta cho số từ. Chỉ ba cái đó thôi, á a được rồi. Rồi với chúng ta nói rằng hôm nay học về chủ cách của danh từ, đối cách của danh từ, để chúng ta rút ở trong đó ra một từ, những từ đó để cho Phật tử họ chia. Thí dụ chúng ta cho chữ Bút Thác Thâm Hóa Sanh, chủ cách là Bút Thô Thâm Mô Sanh Khô, ngôi làng là Ga Mô, nhà Ghê Hạ là Ghê Hô, chia vậy. Tập cho họ chia cách đó, rồi cũng là Bút Thác Thâm Hóa Sanh khác, nhưng mà chia theo đối cách thì người ta sẽ chia là Bút Thăng Thâm Măng Sanh Khang, Ga Măng Ghê Hăng, vân vân. Cho họ chia mỗi một ngày học vậy đó, chỉ học hai ngữ cách thôi, hai ngữ cách, mà hai ngữ cách đó phải ứng dụng với ít nhất là 10 từ, 10 danh từ, 10 danh từ năm tánh vị ngữ á, 10 danh từ trung tánh vị ngữ á, rồi cái bữa khác cái qua vị ngữ a thì chúng ta báo cho biết rằng vị ngữ a thông thường chỉ là danh từ nữ tánh thôi. Được, chúng ta nêu ra những từ vựng sau đây, thì chúng ta nêu ra cỡ khoảng chừng 5-10 từ như là Vanita Kanya, Vanita đàn bà, Kanya là con gái, hay là Satha là đức tin, Panya là trí tuệ, Mala là vòng hoa chẳng hạn. Thì chúng ta nêu ra xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu cho chia chủ cách số ít số nhiều. Số ít là A, số nhiều là A, A, U. Thì bây giờ chúng ta chia Vanita, Vanita, Vanita U là người đàn bà, những người đàn bà.
Kanya Yo là cô gái, những cô gái chúng ta cho chia vậy. Thì những chữ còn lại đó, những chữ còn lại chúng ta chỉ tiêu biểu cho một từ để chia thôi. Những chữ còn lại thì để cho Phật tử chia ở trên bảng, mỗi người chia. Nhưng mà nếu mà ai tự giác để học cho giỏi đó, thì chúng ta đừng thấy người ta chia, người ta đánh cái chữ lên thì chúng ta bắt chước. Chúng ta phải tự mình biết, tự mình biết cách để chúng ta chia. Thì như vậy đó, chúng ta vừa không phải thụ động, mà vị thầy dạy, rồi chúng ta tự làm bài tập, làm bài tập đưa lên. Chúng ta có cái cách chúng ta làm bài tập gì. Cái cách học thứ hai nữa đó, hồi nãy có cô Phật tử như cô Thuệ Vân nha, tôi đề nghị học tiếng Bali là để đọc tụng. Và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không phải học tiếng Bali để đọc tụng không. Nếu đọc tụng không thì học chừng dài buổi học là chúng ta tụng đọc được rồi. Nhưng mà chúng ta học luôn ngôn phạm. Thí dụ trong ngày hôm nay đưa cái đoạn kinh đó, cái đoạn kinh này, thì bây giờ phân đoạn ngắn thôi, tới cái chỗ Tê thắc tâm hê phí khổ vê nê ta sa hà gà tê đá chê thật sa ê căng đi xăng phá đi toa vi hà đạc thác tạ tha đức tự dân tạ tha tất tự dân tạ tha kết thúc thăng. Chúng ta lấy nhiều đó thôi. Rồi cái ông thầy đọc xong rồi đó, là bắt đầu phần tử chúng ta đưa tay lên giống như quý vị học quốc pháp cú mà quý vị ngâm kệ vậy đó. Tại sao học pháp cú mà quý vị lên ngâm được thì cũng lên đọc ea vậy. Nhưng mà chúng tôi có nghe rồi là phần tử chúng ta vì không có ai đọc cho nên quý vị đọc không có đúng chữ. Ai muốn ngâm sao ngâm, muốn ngâm nga như thế nào thì ngâm nga, đọc như thế nào, đọc trần cũng được, đọc trúng cũng được, cũng xa thú hết. Thì cái đó đọc riết thì chúng ta hư giọng Bali hết. Do đó cho nên quý vị nghe đọc đi đọc lại 3 lần, rồi bắt đầu mỗi người lên cầm mic chúng ta bắt đầu đọc. Ví dụ như cô Nhật Quỳnh cầm mic lên, xin mời cô Nhật Quỳnh đọc bài, thì cô sẽ đọc e thác tâm hê phí của quê nên ta ra cái tế đã chia tạ xa e căng đi sang phát đi toa quý hạ là thác tập tha đúng tự dân tập tha tất tự dân tập tha cho tốt thăng. Nhưng mà cái này sư đọc chứ không phải cô Nhật Quỳnh đọc nha. Không biết cô Nhật Quỳnh đọc có trúng vậy không, không biết. Nhưng mà sư đang thí dụ thôi. Thì bây giờ như vậy đó, là sau mỗi một buổi học văn phạm thực tập chia cắt thì đến cái giờ sau đó là quý vị sẽ trả bài bằng cách là được chư tăng hướng dẫn cho cách đọc, không phải hướng dẫn từ chữ mà quý vị dò theo bài đó. Khi mà vị sư đó hướng dẫn đọc xong rồi, quý vị mới cầm mic lên để mà quý vị đọc. Bởi vì trong cái ngày học Bali của chúng ta đó, suốt 2 giờ đồng hồ là chúng ta chỉ học đó thôi, chứ chúng ta không có thảo luận. Quý vị nhớ dùm là cái ngày học Bali không có thảo luận, ngày học Trung Bộ Kinh thì có thảo luận giữa chư tăng và chư tăng. Cho nên các Phật tử chúng ta chỉ ngồi nghe không là mất thời gian. Nhưng mà cái ngày học Bali là ưu tiên, là cái ngày này là quý vị phải là người thực tập, thực hành. Thì cái nguyên cách của chúng tôi, cái phương pháp của chúng tôi dạy là như vậy. Không biết trình bày có hợp ý với Thượng Tọa Dân Đẳng và Thượng Tọa Dân Đẳng Khô Quang Hỷ hay không. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Thầy.
cái chuyện thực tập thực siêu và thực tập thực siêu, Thượng tọa Quang Hỷ trả lời thêm việc mà có hỏi Thượng tọa là chúng ta có nên có những cái câu như trong bài tập để luyện dịch từ Bali sang tiếng Việt, Việt sang tiếng Bali không? Tại vì thế này đó là hiện nay á, nếu mà có những bài luyện dịch á, thì cái người mà nêu ra và người trả lời là một mình Thượng tọa thôi. Không biết anh cũng học có ai có ai luyện gì luyện gì không, thì xin thỉnh Thượng tọa Quang Hỷ cho biết cái xin Thượng tọa Quang Hỷ cho. Kính bạch Tổng đức, kính thưa quý vị, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải đến cái giai đoạn mà đưa ra những cái câu bài tập để cho các phần tử học viên chúng ta dịch, nhưng mà giờ này nó chưa có đúng thời. Bởi tại sao giờ này đó chúng ta chưa có học được phong phạm là bao nhiêu? Ít nhất là chúng ta phải học cho thông thuộc về 8 ngữ cách biến thể của danh từ, 5 tánh vị ngữ A, tánh vị ngữ A, trung tánh vị ngữ A và một số động từ, đơn giản như vậy thôi. Thì như vậy chúng ta mới bắt đầu làm bài tập. Còn bây giờ quý vị còn quá ngỡ ngàng. Thí dụ như hôm nay học về nam tánh vị ngưỡng ác chia theo chủ cách, chúng tôi sẽ cho Thượng tọa Giáo Đẳng sẽ cho Tôn Đậm viết chữ Đậm cái hình thức biến thể của nó là ô số ít, a số nhiều. Số ít là a, ô số nhiều là a. Đó là chỗ cách. Đó cách số ít là ăn, số nhiều là a, e số nhiều là e. Rồi mới bắt đầu thí dụ ở dưới những danh từ như là tham má, sân khát, vô thác, ung sát hay là cú ma rác chẳng hạn, thì bắt đầu chia. Quý vị sẽ chia chủ cách cú ma rác, chủ cách là gì? Chúng ta nói số ít là cú ma rô, số nhiều là cú ma ra. Những đứa bé trai hay là những đứa bé trai, đó cách số ít là cú ma răng, số nhiều là cú ma rê. Chúng ta tập chia vậy đó. Thì khi mà chúng ta tập chia vậy nó quen rồi đó, mai mốt đó, đến giờ là bài tập đó, thì chúng tôi sẽ cho một cái câu là bài tập. Thí dụ như nói Mito Kumarang Baharati, quý vị dịch cái câu đó đi. Thì bây giờ chữ Mito Mita là thằng bạn, là người bạn, là thằng bạn. Chữ Kumara là cậu bé. Thì chúng ta nhìn thấy trong câu Mito là chúng ta biết là chủ ngữ của câu bị nó chia theo chủ cách Kumara. Mà trong câu bài tập để Kumara là chúng ta biết là đối cách. Và động từ Paharati có nghĩa là đánh đập. Thì chúng ta nhìn vô cái câu ba từ đó chúng ta biết là thằng bạn đánh cậu bé.
Rồi vậy là chúng ta được 10 điểm liền. Chúng ta được 10 điểm liền. Còn nếu mà chúng ta gặp cái câu mà Mito Kumarang Baharati mà chúng ta dịch là cậu bé đánh thằng bạn thì là chúng ta sẽ ăn zero. Bởi vì cậu bé chữ Kumarang đó nó là đấu cách thì không thể nào mà dịch thành chủ ngữ được. Cái đó vậy. Cho nên chúng ta chú ý dịch thì được nhưng mà nó công phu thú vị. Nhưng có lẽ là chúng tôi sẽ hợp tác. Nó được như thế này nè, là để chúng tôi công việc nhiều quá. Chứ thôi, chứ thôi mỗi ngày tới ngày dạy đó, thì sáng ngày hôm nay tới ngày dạy thì chúng tôi sẽ cho một cái bài phân phạm, rồi cho bài thực tập, cho cái bài dịch, bài luyện dịch, rồi thử tội giác đắng thì cho cái bài đọc, cho cái bài đọc với chú thích từ. Thì thôi làm vậy đi. Lúc đó chúng tôi sẽ theo dõi, rồi chỉ nhờ sư tuệ tri á, đệ tử tôi á, sẽ đánh vi tính cái bài học đó, gửi đi kèm với cái bài đọc của thượng tọa giáo đẳng chung lại. Thì ngày hôm đó được xem như là chúng ta có hai bài. Một phần có hai phần. Một phần là học văn phạm với lý thuyết và thực hành, mà chính chúng tôi là người ra bài. Và một bài là đọc hiểu, thì thượng tọa giác đẳng sẽ ra bài. Thượng tọa muốn trích cái đoạn kinh nào cũng được, sẽ ra bài. Rồi sau khi mà quý vị học ở trong lớp làm bài tập rồi, thì đến khi mà đọc bài đó, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị đọc tụng Pali của cái đoạn kinh mà thượng tọa giác đẳng đưa ra đó. Thì chúng tôi đọc cho nghe một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, rồi cho một người nào đó, cứ cho mỗi lớp thay phiên nhau, một ngày 5-10 người tùy theo giờ giấc của chúng ta sẽ commit để chúng ta đọc chừng nào mà chúng tôi không phải dễ dàng mà sa thú đâu thú vị. Đọc trúng chúng tôi mới sa thú, chứ còn đọc sai chúng tôi a sa thú tức là không tốt. Thì như vậy chúng ta có thể là chúng ta cải tiến lại cái giáo trình học của chúng ta một chút, theo cái sự đề nghị của thượng tọa giác đẳng, chúng ta cải tiến chút xíu để cho nó phù hợp. Và một là chúng tôi cũng dễ dàng trong cái việc giảng dạy, thứ hai nữa là nó có lợi ích thiết thực cho lớp học, tức là không quá khó mà cũng không phải quá dễ. Còn như là chúng ta học theo cái giáo trình Bali Hằng Thụ, trích bài, trích đoạn ra để mà đọc đó, thì cái ngày đó là người nào dạy người đó sẽ hiểu, người nào dạy người đó hiểu, chứ cái lớp không hiểu. Và lâu ngày quý vị chán, nghe nói tới giờ mà thằng ngữ Bali riết thì chỉ còn có một vài người thôi. Thì theo ý kiến tôi là như vậy, xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Sa thú cái chuyện từ đầu tới giờ, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thực lòng dạy thắng pháp âm thầm trong phần dạy Pali ở trên online như là học thuật Zoom, thì
đòi hỏi chúng ta phải cải thiện cái cách dạy liên tục để dần dần chúng ta có một cách dạy mà mang đến một cái kết quả tốt. Thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng Paul Thoát đã cho chúng ta một cái phương tiện rất là tốt, và đồng thời chúng ta có chư vị giảng sư, nhất là chúng ta tự siêu, là một cái việc rất là hiếm. Không phải dễ dàng đi tìm một vị giảng sư mà có cái chiều sâu và có nhiều kinh nghiệm như vậy. Bây giờ thì chúng ta phải dõi dẫm từ bước một để tìm một cách thức nào đó mà quý vị học có thể tốt hơn. Thì chắc chắn rằng điều mà chúng ta làm đó là chúng ta cải thiện để mình thử thôi. Ví dụ là hôm nay chúng tôi mới thử lấy quyển Pali Hàm Thụ vào đây thì đoàn tự siêu nói rằng hơi nhiều, và chúng tôi sẽ trở lại với cách là giảng ít lại. Khi một ngày mà học 8 cách nhiều quá sẽ giảng ít lại. Bây giờ thì để thiền thỉnh thiền tọa đi nghỉ. Thiền tọa Thiền Quyền ấy, thiền tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thiền tọa Thiền Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thiền tọa Hoan Hỷ cho biết. Một lần nữa, dạ. Hôm nay có thiền tọa Thiền Quyền thì để thỉnh thiền tọa đó giúp cho quý Phật tử đọc cái đoạn kinh ngắn này. Bài kinh ngắn này là một bài mà chúng ta nên học. Mỗi một ngày học Phạm Ngữ thì có thượng tọa Thiền Quyền đều tính thỉnh mỗi ngày để hướng dẫn quý vị đọc một bài. Bài này là một bài tụng để thể hiện cái tâm đại bi của chúng ta. Và ở trong đời này đó, tâm đại bi chỉ là sự cảm thông, sự lòng cắt ẩn hay sự thương xót. Những ai đã khổ xin hết khổ, những ai sợ đang sống trong sợ hãi xin hết sợ hãi, những ai đang sầu muộn xin cho hết sầu muộn, và mình mong tất cả chúng sanh đều như vậy. Dạ, câu này chỉ đang tụng rất là thật. Quý vị cũng nên học. Bà Thỉnh Thiền Tọa Thiền Quyền Hoan Hỷ đọc cho 10 lần bài này hướng dẫn quý Phật tử, và sau đó thì chúng ta sẽ bước sang một phần khác. Kính cung thỉnh thiền tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, thưa quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúng con kính lễ đến chư tăng, chúng tôi kính chào quý Phật tử, dạ, cảm ơn Phật Bọn. Dạ, bây giờ quý Phật tử nào bó, chắc sẽ tiếp dụng nha. Dạ. Đúc khắp bát tà, chân nếp đúc khà, hay dắp bát tà, chân nếp hay dà, sổ khắp bát tà, chân nếp sổ khà, hoàn tu sáp bề, bí bà ní nô. Đúc khắp bát tà, chân nếp đúc khà, phải yap bát ta ni phát chân ni phát ya so kap bát ta chân ni so ka hon tu sa be bi pa ni no đục khắp bát ta chân ni đục hà phải yap bát ta chân ni pha ya so kap bát ta chân ni so ka hon tu sa be bi pa ni no đục khắp bát ta chân ni đục hà Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape Ipanino Dukkapata Chanip Dukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape Ipanino Dukkapata Chanip Dukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape Ipanino Dukkata Chanip Dukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape Ipanino Dukkapata Chanip Dukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape Ipanino Dukkapata Chanip Dukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape Vipanino Dukkapata Chanip Dukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape Vipanino. Dạ dạ mô vật Dukkapata Chanip Dukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape Vipanino.
dukkha patta janit dukkha thayap patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe pipa nino dukkha patta janit dukkha thayap patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe pipa nino dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe pipa nino dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe pipa nino dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe pipa nino dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe pipa nino dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe pipa nino dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe pipa nino. Dạ con kính cung thỉnh đó, thường tôi quay trở lại con đọc được nhiều lần lắm rồi, và những lần đọc chậm con cũng đọc rất là chậm nhiều nhiều lần luôn. Dạ kính cung thỉnh thường tôi quay trở lại năm một thứ hai vậy. Sau chúng kính trình trình tòa trình quyền ở chúng thì sau khi tòa trình quyền cứ dẫn đi đọc thì chúng tôi xin có một vài cái chú thích để quý vị có thể nhớ rõ cái trường âm và đoạn âm ở trong câu này. Chữ đúc khắc bát ta, cả bốn chữ đều là đọc âm dài hết. Thật ra thì bốn cái âm này đó, ở trong này chữ đúc là âm nhấn, tại chữ sau chữ đúc là ngắn, nhưng mà có chữ ca là cái phụ âm phía sau là đọc đúc. Rồi đáng là chữ khác, nhưng mà nó lại đi với chữ bát ta, thì nó đọc khác. Chữ khác là chữ A, chữ P, nó cũng là dài. Ở trong tiếng Phạn thì cái chữ mà có phụ âm phía sau đó thì người ta đọc nhấn, nhưng mà đọc nhấn mạnh, nhưng mà tiếng Việt Nam mình thì cái intonation nó không có. Dạ, thỉnh thoảng mới đặt câu hỏi, chúng ta có lên giọng xuống giọng, nhưng mà bình thường chúng ta không có đọc như vậy. Nên chỉ quý vị nhớ là đúc khắp bát ta, cả bốn âm dài, chá ngắn, chá ngắn, nít đúc kha là cả đều âm dài hết. Đúc khắp bát ta cha nít đúc kha, tức là đúc khắp bát ta đã đến rồi. Dạ, những ai đã bị khổ, những ai đã bị khổ thì bát ta, những ai đã bị khổ cha nít đúc kha, nít đúc kha là xin cho hết khổ. Dạ, phá giáp bát ta, chữ phá ngắn, bát chữ phá là ngắn, giáp đúng là phá giá là ngắn hết, nhưng mà chữ giáp là tại đó nó là kết nối với chữ bát ta đó. Phá giáp bát ta thì phá ngắn, giáp dài, bát dài, ta dài, chá ngắn. Dạ, nếp phá gia thì chữ nếp phá gia, chữ nếp là dài, phá ngắn dài. Phá giáp bát ta chữ nếp phá gia, chữ nếp phá gia. Dạ,
Payapata Janipaya, Payapata Janipaya, Yupa Nang Yap Yai, Bat Yai, Ta Yai, Jangan Nip Yai, Pa Nang Ya Yai, Janipaya, Ya. So Kapata, cả bốn âm đều dài hết. So Kapata, So Kapata. Chá nít sô ca, chữ chá ngắn. Nít dài, sô dài, ca dài, chá nít sô ca. Sô ca pá ta, chá nít sô ca. Hôn tú, hôn tú là động từ to be. Là hãy là, dạ, hãy có, hãy được. Sắp bê ví là tất cả. Ba nít nô, ba nít nô, chữ ba nít là loài hữu tình, là chúng sanh. Dạ. Hôn tú sắp bê ví ba nít nô. Chúng ta dịch là nguyện muôn loài chúng sanh. Dạ. Nhưng mà bởi vì ở trong đây là cái văn, cái thể kệ, và ở trong Pali thì đôi khi thưa quý vị, người ta để cái chủ từ động từ họ để bất cứ ở vị trí nào. Ở đây chủ từ động từ đặt ở cuối cùng. Thành ra câu đầu là những ai, những chúng sanh nào cái chữ Panino á, nó là đi vì chúng đúc khắp Pata, Panino đi Phayap Pata, Panino đi tới Sô Khắp Pata. Đây là cái hành văn của Pali. Chúng ta dịch là nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Thì mỗi lần mà chúng ta xem TV hay nghe tin tức về thiên tai, chỗ này bị bão lụt, chỗ kia bị chỗ kia bị hỏa hoạn, chỗ đó bị chiến tranh, thì thay vì chúng ta chắc lưỡi hết hàm, thay vì chúng ta ngồi đó mà bực bội, bực tức, thì chúng ta thử nhắm mắt lại, đọc một lần Dukkha Pata Chani Dukkha Phaya Pata Chani Phaya Soka Pata Chani Soka Ho Tu Sắp Đề Vi Ba Ni Đô. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, và người sầu hết sầu bi. Cái cách nhìn này đó giúp cho chúng ta quân tập được tâm bi, và hơn là tâm hận thù. Lấy ví dụ như là mình nghe một cuộc chiến tranh ở bên Trung Đông, bên Syria, mình theo cái thói quen coi tin tức bình thường đó, mình thấy bên Nga, bên Thổ Nhĩ Kỳ, bên Mỹ, bên Syria, bên Do Thái bắn nhau, giết nhau đó, thì mình bên này đúng, bên kia sai. Cái nhìn đó thì là cái nhìn thường tình, nó không được gì hết. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy một cảnh chiến tranh, mình nghĩ rằng ở chỗ đó có bom đạn, ở đó có đau khổ, ở đó có hải, ở đó có sầu muộn. Mà mình đọc lên câu này đó, thưa quý vị, lâu ngày nó tạo cho chúng ta một cái chủng tử. Chủng tử đó là đại bi tâm. Dạ, chúng ta có cái tâm bi. Và do cái tâm bi đó, nó lợi lạc cho chúng ta nhiều lắm. Mỗi lần mình nghe ai đau khổ thì Dukkha Pata Chani Dukkha Phaya Pata Chani Phaya Soka Pata Chani Soka Ô Thúc Sáp Bê Vi Ba Ni Đô. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Chúng ta bây giờ đang bị sống theo một cái tâm lý là chạy theo thời cuộc hay bị phản ứng. Và nhiều khi mình không có nhớ cái gốc của mình. Cái gốc của mình là con của Đức Phật. Cái gốc của mình là người được Đức Phật dạy, là mình tu tập tâm từ tâm bi. Bây giờ thứ bị tâm chúng ta nó vọng động đó, mình sống mình cứ hàng ngày thì nghĩ chuyện đúng sai phải, quấy theo bên này, theo chửi bên kia, bên bực bên nọ, và rồi lâu ngày chúng ta mất đi cái chất của chánh pháp ở trong lòng của chúng ta. Và chánh pháp mà trong lòng chúng ta là làm theo lời Đức Phật dạy. Bất cứ hoàn cảnh nào thì nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Và chúng ta thường tụng những câu này đó, nó làm cho chúng ta được an ổn. Cái khổ trên thế gian này ở đâu cũng thấy hết chúng. Nếu chúng ta mở mắt ra thì chúng ta có thể thấy rất nhiều cảnh khổ. Và nếu thấy cảnh khổ mà chúng ta có thể thể nhập vào trong cái tâm đại bi của chúng ta được, thì quả thật là một điều rất là lợi lạc, không phải đời này mà cả đời sau nữa. Cuộc đời này tất cả rồi sẽ đi qua, nhưng mà những người nào sống bằng tâm từ tâm bi thì chính tâm từ tâm bi ở lâu ngày nó tạo nên một cái thương nghiệp, nó tạo nên một thói quen, và nó sẽ giúp chúng ta tránh đi đau khổ. Dù đời sau chúng ta sinh ra
mà không có gặp Phật pháp, chúng ta sanh trong một cái nền văn hóa lạ, một cái tôn giáo lạ, mà chúng ta thấy đau khổ thì chúng ta cũng còn có cái chủ trương lúc cái khởi tâm là nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sẽ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, và người sầu hết sầu bi. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Tính còn ở trước máy không vậy? Nếu Đại Đức Tính đang có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính quan hệ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh mà một đoạn kinh mà chúng tôi trích trong kinh Hàng Ma. Kinh Hàng Ma là bài kinh mà chúng ta học ngày mai. Ở trong bài kinh này đối với trường hợp thời Đức Phật các quốc sanh thành, tức là ở trên trái đất của chúng ta thì có tất cả là 5 vị Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thứ tư xuất hiện trên trái đất. Đức Phật đầu tiên là Đức Phật Các Cú Sanh Thá. Thì thứ vị thời Đức Phật Các Cú Sanh Thá thì Ngài Mục Kiền Liên, bây giờ Ngài sanh là một loại chúng sanh có nhiều năng lực, gọi là Ác Ma Đu Sĩ. Ác Ma Đu Sĩ thì thứ vị Ác Ma Đu Sĩ này có nhiều năng lực và đã thực hiện một cái pháp thuật gọi là quỷ ám hay là ma ám, khiến cho tâm của các vị gia chủ, của các vị bà la môn sinh ra cái tâm ghét, thù ghét các vị tỳ kheo, và chửi với các vị tỳ kheo rất là nặng. Bởi vì Ác Ma Đu Sĩ nghĩ rằng làm như vậy thì tâm của các vị tỳ kheo sẽ vọng động, và tâm của các vị tỳ không vọng động thì dễ bị chi phối. Rồi Đức Thế Tôn Các Quốc Sanh Thá biết như vậy nên Ngài dạy chư tỳ kheo với cái đoạn kinh mà hồi nãy chư tổ Thời Siêu hướng dẫn đó, tức là hãy an trú một phương thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, trên và dưới, tức là mình ngồi xuống, mình ngồi xuống phương thứ nhất là trước mặt, thứ hai sau lưng, thứ ba bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới, mong cho tất cả chúng sanh đều được an lạc, được an lạc, được tâm từ, mong cho tất cả chúng sanh được hết khổ là tâm bi. Mong cho chúng sanh tiếp tục được những điều hạnh phúc, đã hạnh phúc rồi còn tiếp tục hạnh phúc. Dân kính cung thỉnh thưa giác đẳng cầm mic trở lại ạ. Dạ, quý vị có còn nghe được không? Dạ vâng. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ca Cú Sanh Há đã dạy chư tỳ kheo sống để làm thế nào cái tâm không có dao động trước những cái lời phỉ báng, trước những cái lời thóa mạ của các vị gia chủ. Và chúng ta nhớ những vị gia chủ này do bị ma ám, quỷ ám, nên các vị đó có một cái tâm sân si, thù hận, thù ghét các vị tỳ kheo. Đức Thế Tôn trong quá khứ cũng vậy, và trong hiện tại cũng vậy, và trong vị lai, tất cả chư Phật đều dạy rằng chúng ta đối với cái ma chướng, đối với những cái phiền não chướng, đối với cái nghịch chướng ở bên ngoài, thì luôn luôn sử dụng tâm từ bi hỷ xả. Những cái này nó rất có lợi trong đời sống, thưa quý vị. Ví dụ như chúng ta luôn luôn mong mỏi rằng nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Sabbe satta sukhita hontu. Sabbe satta sukhita hontu, nguyện tất cả chúng sanh được an lạc. Nếu chúng ta thực tâm niệm điều đó, và dù là mình nhìn một người đang đối diện với mình, hay nghĩ về một người ở xa, hay chúng sanh lớn nhỏ, con chó, con mèo, hay tất cả chúng sanh, mong tất cả chúng sanh được an lạc, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng đi. Ít nhất chúng ta nhớ như vậy, khi mà mình mong mỏi cho người khác được hạnh phúc, mình không có lỗ lã gì hết. Chúng ta thường nghĩ rằng mình lỗ lã, tại vì sao vậy? Người đó là kẻ thù của mình, người đó chơi xấu với mình, tại sao mình mắc mớ gì phải mong cho người đó hạnh phúc? Chúng ta nghĩ như vậy thì
chúng ta sẽ không bao giờ được an lạc. Bởi vì sao vậy? Tại vì mình nghĩ rằng mình hận thù người đó để mình hãi giận. Nhưng mà hãi giận cái gì, hay là chỉ giận thêm? Chúng ta thấy có bao giờ mình giận ai vì hận thù mình giận, mà mình thù oán người đó đâu, mà mình nuôi trong thù oán mình bớt giận đâu. Do vậy mỗi một ngày trước khi ngủ hay sau khi thức dậy, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Dạ. Sappe satta sukhita hontu. Và nếu thêm nữa thì sappe satta avera hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh nhất trừ mọi quan kết. Dạ. Sappe satta aroga hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thiếu bệnh trường thọ. À, nhất là trong thời của bây giờ, trước đại dịch xảy ra, chúng ta mong cho mọi người được thiếu bệnh trường thọ. Những cái này nó giống như mình cái cây mà mình tưới nước vào. Nếu mình thấy cây mình tưới nước nó mát mẻ và nó lên, thì cái thiện pháp hàng ngày mà chúng ta nuôi dưỡng tâm từ tâm bi rất lợi lạc. Và bất cứ trường hợp nào nghe người ta khổ vì chiến tranh, về bạo lực, về chiến tai, hỏa hoạn, đủ thứ chuyện, và nghe chúng sanh khổ, dukkhapata chini dukkhapata chini paya sokkhapata chini sokkha ho tu sabbe vipalino. Và nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Chỉ một cái tâm niệm đơn giản như vậy mà tạo thành một thói quen, luôn luôn tạo thói quen thấy chúng sanh khổ là mong chúng sanh hết khổ. Điều đó nó có lợi lạc rất lớn, lợi lạc lớn lắm. Chúng ta nên nhớ như vậy là không phải kiếp nào mình sinh ra cũng gặp Phật pháp, không phải kiếp nào mình sinh ra cũng gặp bạn lành, không phải lúc nào mình sinh ra cũng gặp chùa chiền, gặp chư tăng, không phải lúc nào mình sinh ra cũng đọc những câu kinh. Có nhiều lúc chúng ta sanh một nơi mà chúng ta hoàn toàn có kiếp, không có được những trợ duyên đó, thì chúng ta rất là dễ sanh ác tâm. Một người có tâm từ tâm bi thì không có nuôi cái ác tâm với chúng sanh khác. Một người có tâm từ tâm bi khó mà phạm những cái tội đại nghịch bất đạo. Một người có tâm từ tâm bi khó mà sát sanh trộm cắp. Nhưng mà khi mà chúng ta không kéo thì cái tâm của mình nó dẫn vào một thế giới của thù hận, thì càng ngày nó càng đi xa thôi. Thành ra niệm tâm từ tâm bi rất là tốt. Sappe satta sukhita hontu. Nguyện muôn loài chúng sanh và được an lạc hạnh phúc. Và dukkhapata chini dukkha. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ. Dạ. Tâm từ tâm bi đơn giản, càng niệm đơn giản càng tốt. Và những câu này mình đọc thuộc lòng như là những cái câu tâm kinh nhắc đi nhắc lại đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái nguồn lợi lạc. Dạ. Mỗi buổi tối đi ngủ, sáng thức dậy mở mắt ra nhớ đến từ bi, buổi tối đi ngủ nhớ đến từ bi, mở cửa xe nhớ đến từ bi. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc, những chúng sanh đang khổ sinh hết khổ. Đừng coi thường những tâm niệm nhỏ như vậy. Một khi mà chúng ta nuôi được những tâm niệm thường xuyên đó, thì tâm của chúng ta sẽ bớt đi hận thù, sẽ bớt đi sự sân hận. Và ở trong đời này, ai sống ít hận thù, ai sống ít sân hận thì chúng ta sẽ thanh thản rất nhiều. Chúng ta hãy tin vào lời Phật dạy, đừng tin vào ma. Chúng ta phải tin vào Phật mới được. Đức Phật ngày dạy chúng ta là chúng ta trưởng dưỡng, chúng ta nuôi dưỡng những cái tâm từ tâm bi đó, thì tâm của chúng ta sẽ nhẹ hơn, ít có phiền não hơn. Chúng ta nên tin vào lời Phật dạy. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào rụng chức giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Chúng ta sẽ có lớp dạy Trung Bộ Kinh của Thư Phật Thế Nguyện. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Bình xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mật giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc đức thân
Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các quan đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con thành kính tri ân sư và đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu.